bắt đầu về rồi. Về đây, về đây, về đây. Có chiếc xà lan bự đầu lù lên nè, cặp vô nữa các bạn, kéo tiếp nha. Chứ mình nên mình bó tay chấm cơm chấm nước mắm rồi. Bốt hả? Bộ dây mang luôn để gì, ông sửa tàu tiếp mình luôn chứ đợi hai chiếc nó quơ sửa một. Dây mang mũi đầy đủ đi. Bộ mang mũi đầy đủ luôn á. Để họ nó bơi còn sửa tàu được. Ê Phan nhỏ, ở bên phải có nhỏ gái đẹp quá kìa Phan. Ủa nít nè. Ủa nít nội ơi. Tưởng nó con gái. Được rồi đó. Kêu mấy chiếc mà sao bơi lui xuống bớt á chứ. Ảo mà sao sát quá, sao có thế mình giật được. Bây giờ bắt đầu kéo nữa nha các bạn. Bây giờ hai chiếc kéo luôn rồi. Quá trời anh này, họ anh giống như heo quay luôn rồi. Đã tròn mập ú rồi còn đi ra nắng ở chằn mấy trời. Dụ không có chớn đâu, đây tàu nổi mà. Tàu nổi dụ đâu có kéo nổi đâu. Tàu khẩm thì còn dụ cho thẳng dây được chứ tàu nổi dụ sao nổi. Dụ. Trời ơi mấy ông ngoại sao? Mấy ông ngoại sao lui lại kìa. Hai cộng rồi. Mà sao kìa, mà sao kìa. Chứ mà chạy trời. Em mà đi qua bên đây cho an toàn nha các bạn. Camera bắt tử. Camera là phải nói là bắt tử lúc nào không? Rồi bắt đầu ve rồi. Ve đây, ve đây, ve đây. Trời ơi, chạy bộ công dây kỳ vậy. Bộ công dây kỳ tại. Chú ơi, qua cầm cái dây vậy. Trời ơi trời. Dây mũi nè, dây mũi nè. Lấy dây đôi đi anh ơi. Ông tới giờ thử gì mang ra.
quá trời, cái này thành heo quay luôn rồi trời. Nhóm tới cho thẳng dây mang cái anh ơi. Đứt dây. Rồi gắn. Để cho thẳng dây thôi chứ. Cô ở bên đây, cô đang giái bà cậu cho ga nè các bạn. Giờ mong cậu độ cho mau ga thôi chứ tình trạng để hồi nước gầm càng khó hay khó thêm nữa. Quá trời cạn rồi. Thì nước lớn mấy anh em xà lan ở ngoài kia đổ vô cái nữa là khó thêm nữa nha các bạn. Đồng tác giao thông luôn. Tại hai chiếc bên đây tàu nổi không mà nó không có lực để mà kéo phải tàu này, tàu thẩm là dễ lắm. Rồi bắt đầu ve lại nữa nha các bạn. Từ từ đây. Rồi thẳng dây đó, thẳng dây rồi. Miếng đi, miếng đi. Vô nhà nữa rồi. Hai chiếc không nổi luôn rồi. Tàu nổi đâu có lực đâu. Chiếc... Hai cộng mà. Lên thằng ở đó. Em lên thằng ở đó. Kéo tiếp tục đi. Rồi rồi hai chiếc nó dọn kinh luôn nè. Mình chạy cho nó chứ mình chạy cho chạy cho. Nó đen không em? Tại vì ve chân vịt nó phơ lên trên mặt nước còn mà đâu có lực đâu. Phải chi mà quay đầu kéo tới á. Quay đầu kéo thì nó còn mạnh. Hả? Nó quay nó lên dữ vậy hồi nãy. Thì đó nó đang đạp lên nó mũi nãy giờ có nổi đâu. Không. Thua rồi. Giờ ông kêu anh Thẩm bự ở trên trển lại á,
chiếc bự trên trển lại ủi mới nổi thôi. Còn thôi kêu chiếc nhỏ quay đầu giật đít lên, một bên giật đít một bên kéo mũi mới ra được các bạn, kéo hành chữ Z đó. Đi xe la mà bị sự cố một cái cực dữ trời luôn. Nó đi lù chậm gì đi thua đi bộ đi đó các bạn, nhưng mà nó mỗi lần xảy ra sự cố một cái là nó nghiêm trọng dữ trời lắm các bạn. Rồi lúc nãy cạn đưa mũi vô sáng bờ quá khứ rồi. Nước này đang lớn xíu nó gồng lại nữa rồi. Bây giờ chuẩn bị kéo nữa nè. Giờ kéo nữa nha các bạn. Dầu luôn rồi. Má đang đạp khói đen cho đứt thẳng. Cái nữa nha các bạn, thấy tình trạng như là nhúc nhích cái mũi kia nè. Trời ơi, hai cục dây này hở ngang quá. Thầy ơi. Thôi rồi, đợi cũng được. Ga gì ta, ga gì đó. Như là thấy nhúng nhích hơ hơ các bạn ơi. Đấy, thấy nhúng nhích hơ hơ rồi. Ra cái mũi ngã rồi. Dê mạnh đi. Cái mũi ngã rồi. Mũi ngã là được rồi. Đang xiết cái đứt dây chết luôn. Nó bay hơi hơi còn dính ghê ta. Luôn mà dính thêm cục đất nữa hay gì. Chung em Phan em giúp hết mình vậy thôi, là còn ra không thì hên xui thôi các bạn ơi. Tại vì tàu em Phan chạy tàu phán mà kéo nãy giờ là cũng muốn hết dầu rồi. Người ta phán cho mình một chuyến là chỉ có 100 mấy chục lít vậy đó, nếu mà mình chạy quá là mình tự đổ đó, mình chạy quá là chủ la.
Nãy giờ khoan kéo nãy giờ chắc cũng bộn dầu rồi. Ngày bà cậu nói chung gặp thì mình giúp đỡ vậy thôi chứ biết sao vậy. Sao nãy thấy nhúng nhích rồi nó đứng đây nữa rồi chú ơi. Chứ anh chảnh đưa mũi vô sắn nãy giờ luôn mà chưa không thấy khi nhơi gì chứ. Để chứ chảnh nhỏ quá. Máy yếu quá. Rồi bây giờ bắt đầu kéo đây. Chứ mình thì không có kéo, hai chứ mình bản đang kéo nhưng mà dây thì dây buộc bên đây. Trời ơi trời, khoa này càng như kiếm đường chạy mới được. Má ơi. Chạy qua đây mới được, bên bản đứng được đâu. Hai chiếc đang kéo à. Khói đèn nó. Ở đây trên chảnh, hội xuống đi. Ở trên chảnh, hội xuống đi. Không nhúng nhích luôn các bạn ơi, cái này sắn cái mũi quá khứ rồi. Cái này cũng khẩm dữ trời. Chèo lên trên cái đầu trâu ngồi sợ cái cọng dây nó búng cái chạy xuống không kịp. Ghe ghe cho lỏng mũi đó mà. Nước này rồng chưa Phan? Chưa đâu, nước này đang lớn. Ra luôn rồi. Chiếc nhỏ bên bển máy yếu quá, ủi xuống không nổi cái mũi. Cái máy chiếc nhỏ đó chạy thấy không có hơi hám gì hết trơn. Bây giờ có chiếc nào quay đầu kéo đít chứ kéo mũi kéo hết chữ Z đó mới ra nổi rồi. Chứ kéo cái này thua rồi. Tại vì tàu nổi ghe là chương trình nó bơi lên trên nóc nhà không mà có nước đâu chạy. Tàu nổi ghe là cái chương trình nó càng phơi lên không các bạn. Mới vừa lỏng, mới vừa nhóm tới được miếng á. Đem ghe qua đây hả? Đem ghe qua đây đúng rồi, kéo mở gì sao ấy được.
Anh mập này sớm giờ y gan heo quay luôn ha các bạn. Mập mà đứa mình ăn y gan heo quay. Chị đạo. Ôi! Nãy ơi! Giờ dây cái trời chạy hoài. Mắc dây. Nghe tới đây. Dây còn chạy mà. Mới vừa thấy lỏng được cái đít mà sao? Em quay nhà, xả đi. Không lấy cái gì mà bye bye lên tài á. Thôi, con không chơi đó. Nhông tới đi thầy ơi, hết dây rồi. Mở dây ra luôn đi, mở dây mở con ra luôn đi. Lại ba chiếc luôn hả? Chạy ơi. Nhóm tay thầy ơi. Nhóm tay bỏ dây qua chiếc giữa. Kia nhóm tới mà ông nó không bị gì hả? Nước máy không gà. Kia nhóm tới, chị nhóm tới làm gì hả? Đâu không làm gì hả? Con xuống được miếng nào vậy chú? Xuống được miếng. Xuống được một khúc rồi. Đem dây qua chiếc giữa cho nó căng các bạn, hai chiếc hai bên chịu lại đừng cho nó quơ. Lỡ mà có giữa thì nó lựa bờ nè, cái sức tấm nó không có mạnh. Chứ đợi một chiếc lâu cho nó bơi gơi gớm lắm. Sớm một chiếc em phan lâu cái muốn vô nhà nó không. Cộng dây kéo cái muốn hết lớn luôn trời. Rồi. Hai cộng luôn thầy ơi. Hai cộng trọng chứ đó, chứ chia ra không có điều dây đâu. Chia ra không điều dây đâu đó. Anh móng máng cho hai lỗ tai luôn. Xuống được miếng. Xuống được miếng kêu ông đừng có đạp lái á, đạp lái là nó trôi lái xuống là nó dính nữa à. Kêu ông ve cho nó giữ lái luôn á. Ve cho nó lái dính chỏng luôn á. Dung quân tự vệ lại luôn chứ còn gì nữa đâu nè, ngồi trên bờ nè. Nó ngồi vậy, áo xanh ngồi trên bờ đó. Phải không là mấy anh kiểm chốt dịch ta. Rồi chưa? Rồi dứt. Mấy anh bệnh quá chỉ rồi. Ve đó đang bắt đầu ve nha các bạn. Xuống rồi. Đang xuống các bạn ơi, có cơ hội. Chợ mới thấy cái mũi giống nhất đường miếng. Bây giờ thì cái chiếc này đang ve cho cái lái giật dính vô trong bờ luôn, đừng có cho lái trôi xuống nữa, cho nó lỏng cái mũi mới ngã xuống được. Mới xuống được cái hay dính nữa rồi. Nó có cái cục đất dưới rồi, nó ăn giống như cái chiếc đào đất cái trên đào vậy. Mình đắp vô trong bụi tre luôn rồi.
đâu Phan ơi, kêu ông miếng đi Phan ơi. Miếng đây xuống đó. Miếng đi. Xuống rồi. Đó, quá rồi. Ôi. Trời ơi, khỏe. Xuống rồi các bạn ơi. Trời ơi, trời. Rồi, quá hay. Chết mẹ nó, mình tắp kìa. Mình còn dính dây mà. Thấy mình rồi. Qua rồi, mở dây đi. Ra rồi. Quá khỏe. Hên quá các bạn, cuối cùng cũng ra rồi. Nhưng anh em xà lan cá nói chung là gặp tình huống như thế này thì hỗ trợ lẫn nhau rồi các bạn, chứ lúc này không còn nghĩ gì hết trơn. Dầu bọng thì kéo xong thì có giúp được thì giúp, còn giúp được thôi. Giống như em Phan nãy giờ kéo cũng bộn dầu à. Tại vì em Phan tàu khoáng các bạn ơi, không dám kéo nhiều. Tàu khoáng là tàu của chủ mình, chỉ là chạy mướn nè. Cái nhiều quá hết dầu, với thêm cái nữa máy móc bị trục trặc, diện cái là mình ăn cho hết luôn á. Nãy kéo mấy pha đầu là muốn cái máy muốn gống luôn rồi. Trời ơi, cạn nó sàn cá làm sao mà nghiêng luôn, tại chứ tàu nghiêng bên luôn. Bây giờ mới khó, bây giờ sắp xếp đội hình nên qua được rồi. Mở dây mình đi chú ơi, máy đài rồi. Chiếc này lùi xuống à, chiếc lùi chiếc tới, từ từ sắp xếp qua chứ chen qua cái một không lột đâu. Rồi chiếc nhỏ cạn luôn, cái gì bắt dây bộ qua kéo nữa rồi, nhỏ cạn nữa rồi. Nhỏ cạn luôn rồi. Trời ơi. Cái nhỏ kéo hết mình thì cái nhỏ cạn ủi hết mình, cái nhỏ cạn luôn bạn, giờ một dây giật mũi ra kìa. Gì nó sợ tới nữa rồi. Cho lọ anh qua đây, mình tắp sáng trong bờ luôn quá. Dạ. Mấy anh này thường thường lấy cá ở ngoài Mười Đảo dưới trên Tân Châu rồi ha, dưới Vĩnh Sương, đi vận chuyển ra ngoài Trường Sơn hoặc là ngoài Long An rồi đó các bạn, để bơm săn lấp hàng bằng. Cá này là cá lấp. Ngoài sau luôn bu chân trời. Nó định chiếc tàu chạy nó nhẹ cái tài. Chú ơi.
chị ơi, khỏi đi. Nãy cô đó đòi gỡ tiền dầu lại các bạn. Nhưng mà thôi, ngày bà cậu giúp được nhiêu giúp với tiền bạc gì giờ này nữa. Chung người ta bị hoạn nạn rồi, mình giúp được người ta mừng lắm các bạn ơi. Cảnh ngày sông nước mà. Ô, lá tre nè. Từ từ đó mấy thầy ơi, ngoài trước còn đóng kìa. Thôi là giờ này còn ra kịp các bạn chứ để mà chở chừng tiếng 2 tiếng đồng hồ xà lan cá ngoài ngoại vô một cái là gói nồi luôn á. Kéo xong rồi cũng hấp cái không biết đường nào mà chạy ra luôn. Giang mê cung chặn. Thấy tiếng đường này xà lan lớn đi rất là nhiều ha. Tầm khoảng 7-800 tấn rồi 4-500 rồi rất là nhiều xà lan cá không à. Đây. Chứ nào gắt lấy. Chứ nào gắt lấy. Cái xà lan cabin vàng đó. Hồi nãy anh đậu anh cạn cái gì bị lôi nữa rồi kìa. Ủa cái cọng dây kiểu gì ngộ trời nhảy giống như dây đờn vậy. Rồi, đứt dây luôn rồi. Ủa chứ đó mà giữa xong mà sao cạn ta, cạn là ký vậy hả? Chiếc màu cái chiếc cabin vàng đã cạn các bạn ơi. Ủa mà ảnh mới đậu nãy để đậu vậy mà cạn sao mình cũng không hiểu luôn ha. Quá khứ bữa nay rồi. Sao mà cạn tùm lum hết trơn ta. Nước hiện tại là đang lớn nha các bạn chứ không phải là nước rộng nha. Mà tại cái kênh ở đây thì nó cũng không được sâu cho lắm, hai bên bờ thì nó chỉ có cái luồng lạch chính giữa thôi à. Tại ấy là cũng là cạn là ký bình thường à. Bây giờ anh bên đây đang kéo giúp cái chiếc màu vàng ra nữa kìa. Chiếc màu vàng bị cạn rồi. Ra không được. Rồi rồi lỏng mũi rồi, lỏng mũi rồi. Chỉ cần cái mũi nó dạt ra ngoài giữa xong là ở ngoài sau anh bắn tới được rồi. Mấy chiếc trong đây cũng bự bự không à. Mấy chiếc của mình đến bển bự lắm nha các bạn. Bự hơn chiếc mình đang đi nhiều. Chiếc mình bên mình đang đi thì chỉ có 450 tấn à. Là cái máy công in 35. Chuyên dịch 1m25. Bây giờ em phan em qua luôn ha. Xin đường qua luôn.
dữ lắm rồi. Rồi chạy chuyến này là mặn chát luôn đó các bạn ơi. Chạy này chắc đổ dầu lấy tiền nhà đổ dầu thêm vô á. Vượt cạn thành công các bạn ơi. Xong rồi, khỏe rồi. Tiền ta 400 mấy à 500 ngàn à. Tại vì em khoan đi tàu bán mà tháng có 8-9 triệu à.